người giàu đất sướng, còn kẻ nghèo thì khổ rồi. Quản gia nhà Jenna phục vụ cô bữa sáng, trong khi Julie và Alice phải ăn ngô nướng. Jenna trông thật hoàn hảo, và cô nàng súc miệng với kẹo cao su vị tiền. Và những người bạn nghèo khó của cô chỉ có bộ đồ duy nhất để mặc. Wow, nhiều tiền quá à. Ồ, là Jenna đó, bạn cũ đây mà. Gặp lại cậu tụi mình vui lắm. Muốn được như cậu ghi. Yeah, Julie, dáng đẹp đó. Chiếc mô tô quá là hợp cậu rồi. Chuyện gì vậy? Ồ, này có cậu à. Em chỉ đang phủi bụi yên xe thôi mà. Đi nha. Băng cướp đây. Giao tiền ra nhanh. Được rồi, đừng có bắn mà. Đây, lấy tiền đi. Tuyệt, cảm ơn nha. Coi nè, giàu rồi. Wow, hình đẹp lắm á. Tiền của anh đây. Cảm ơn anh nhiều nha. Chào mấy gái. Coi chị có gì nè. Chiếc bóp thích vàng đời mới này, trò giải trí đắt nhất trước giờ đó nha. Nhìn xem Alice, chúng mình cũng có chiếc bóp trip đời mới mà. Chỉ cần gỡ đường ống ra thôi. Giúp một tay với. Jenna nhìn nè, tụi mình có chiếc bóp trip bạc siêu to này. Tớ chưa thấy trò này bao giờ. Làm sao tôi tắm đây? Trả ống nước cho tôi. Chụp đẹp lắm. Chủ đề cuộc sống ngọt ngào. Mình yêu nhà hàng này. Thế đó. Cảm ơn mấy nhóc. Chơi vui nha. Ai vậy trời? Người nổi tiếng ngộ nghĩnh lắm. Julie, thấy bé heo đất của mình chưa? Gì cơ? Một bé heo bé tí. Điên rồ thật mà. Coi trong này có bao nhiêu tiền đây nè. Không nhiều lắm. Tớ biết rồi. Nè mấy cậu, nếu mình làm mất tiền trong phòng thì kiếm thôi. Nhớ nói khi thấy nó nha. Cùng nhau tìm thôi. Mấy em đây rồi. Yes. Coi nè Julie, nhiều đồng xu lắm á. Ở đây có nữa nè. Bên này nhiều hơn đó. Rồi khi nào được nghỉ đây? Này, cùng giúp Julie và Alice nha. Nói cho các cô ấy biết chỗ nào có đồng xu dưới phần bình luận nè. Alice, coi nè, lông thú đang là trào lưu đó. Phải làm áo khoác lông thú thôi. Mình có ý này nè. Nhìn chiếc áo lông mới này đi. Wow, trông sang chảnh ghê ha. Cậu mua ở đâu vậy? Y hệt tấm thảm ở cửa hàng nhà mình vậy. Lộng lẫy quá đi à. Nhìn trang sức trên răng của tớ nè Alice. Hẳn là nó đắt tiền lắm ha. Cậu giàu quá đi. Wow. Đồ ăn tới đây. Gì cơ? Cậu vừa vứt đi cả một gia tài đó. Đừng lo, tớ sẽ làm cái mới khi ăn xong. Chỉ là giấy thiết thôi. Wow, tớ cũng muốn nữa. Nhìn tớ đẹp chứ. Tự thấy thật giàu có mà. Chào mấy gái. Đồng hồ mới của tớ này. Mẫu mới nhất đó nha. Không, cậu nên coi đồng hồ mới của mình đi. Mẫu cổ điển của Thụy Sĩ đó. Ôi không, nhìn đồng hồ Alice đeo kìa. Nó được vẽ hả? Đây là gì? Cứu, lấy nó ra nhanh đi. Hiu, nguy hiểm quá à. Alice, cậu vẽ đồng hồ cho mình với. Bút vẽ nè. Ồ, cũng đẹp đó.
ít nhất nó không quá ồn. Ồ không, Jenna không được biết mình làm nhân viên quét dọn. Đây thưa sếp, mặc đồng phục của em đi, dọn sạch hết chỗ này nha. Ồ chào Alice, cậu là chủ ở đây hả? Cậu cứ làm việc, mình đi nha. What? Cô bị sa thải. Trả tiền nè cưng. Cứ giữ tiền thừa đi. Coi kìa, Jenna boy cho anh thu ngân. Tụi mình có cần làm vậy không? Được thôi, số tiền cuối cùng của tụi tôi nè, bo anh đó. Cảm ơn các quý cô tốt bụng. Tốt thôi, quá đủ rồi. Trả lại đây. Chào mừng tới cửa hàng. Mấy cưng thích chiếc váy này chứ? Hay chiếc này? Không, tôi biết mình cần gì mà. Cảm ơn đã mua hàng. Hẹn gặp quý khách lần sau. Coi tớ có gì nè. Cậu tới cửa hàng thiết kế hả? Cậu mua gì đó? Mấy chiếc túi đều trống không cả. Chuẩn rồi. Tớ muốn mua chúng đó. Tớ có ý này nè. Giờ thì có đồ được thiết kế riêng rồi nha. Julie, cậu làm gì ở đây vậy? Chỉ làm tí đồ thủ công kiếm tiền thêm thôi à. Mình nên đi rồi. Chào cưng. Biết rửa tay ở đâu không? Đi thẳng tới đại sảnh. Wow, phòng tắm hoàng gia đây sao? Sang trọng quá đi. À mọi thứ đều bằng vàng. Đồ trang trí xa hoa ghê. Ước gì mình có đủ tiền mua đồ chăm sóc cho tốt. Cậu đây rồi, sao lâu quá vậy? Kiểu tóc đẹp quá. Cậu thích chiếc váy này không nào? Thích chứ. Còn chiếc này, thử chiếc khác đi. Trông hợp với tớ chứ. Wow, ám ảnh luôn. Sao rồi, sao rồi? Bức hình đẹp lắm đó nha. Cảm ơn. Giờ tụi mình đi thôi nào. Mình muốn tiêu hết tiền ở đây ghê á. Cô giúp tôi với. Ồ, tất nhiên rồi. Khách hàng giàu là thượng đế mà. Này, chú ý đi, còn tôi nữa mà. Tôi cũng là khách chứ bộ. Giờ thì sao nào? Thổi vàng kìa. Để em giúp chị nha. Em giúp được gì cho chị ạ? Mời chị đến phòng chờ. Tránh đường coi, ma cà bông. Thiệt hả? Thô lỗ quá đó. Thước đo giấy vệ sinh là phát minh mới của mình. Wow, giấy vệ sinh giờ đắt tiền ghê hen. Chỉ vài mảnh thôi mà đủ để mình phá sản luôn. Làm ăn xấu xa quá. Chiến lược tuyệt vời. Chào mừng tới nhà vệ sinh. Jenna nhận việc làm người phá thang máy. Cô có lên không? Ồ, thang máy tới rồi. Chậm đã. Chuyện gì vậy? Nếu muốn tôi ngưng nhấn nút thì 20 đô la nha. Đi vui nha. Cô ơi, xe đẩy không được để ở đây. Mời cô nộp phí phạt. Em xin lỗi, em không thấy biển hiệu ở đó. Cảm ơn cô nhiều. Cũng cảm ơn cưng mũ à. Bạn có thích mẹo về việc giả vờ mình giàu có này không nào? Và bình luận ở phía dưới rằng bạn thích mẹo nào nhất nha. Và các bạn ơi, hãy đăng ký kênh của tụi mình, thích video này và nhấn vào chuông thông báo.
để không bỏ lỡ bất kỳ video mới vui nhộn nào từ Woohoo.